Sáng nay, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa tổ chức lễ công bố và trao giải thưởng Sao Khuê 2021. Tham dự sự kiện và trực tiếp trao giải cho các doanh nghiệp có ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Hiện thực hóa nghị quyết Đại hội Đảng 13 và chương trình chuyển đổi số quốc gia của Thủ tướng Chính phủ trong năm thứ 18 được tổ chức, Sao Khuê 2021 đặt ra thông điệp thúc đẩy nền tảng giải pháp số, tiên phong phát triển các hệ sinh thái số. Đây là sự thay đổi quan trọng nhằm khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ thông tin tiên phong đầu tư phát triển các nền tảng số, kết hợp cùng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giải pháp số nhanh chóng tạo dựng các hệ sinh thái số cho Việt Nam, đặc biệt trong các ngành trọng điểm ưu tiên chuyển đổi số. Giải thưởng Sao Khuê tập trung phần lớn vào các ngành kinh tế trọng điểm, ưu tiên chuyển đổi số theo chương trình chuyển đổi số quốc gia như chính phủ điện tử, tài chính ngân hàng, giáo dục, y tế. Điểm nhấn là hạng mục mới nền tảng chuyển đổi số với 25 nền tảng được lựa chọn, trao tặng giải thưởng tiêu biểu như nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp 1DX của VNPT Technology hay nền tảng kế toán dịch vụ Misa ASP. Nền tảng chuyển đổi số 1DX của VNPT Technology là nền tảng để cho phép có thể kết nối phát triển hệ sinh thái ICT của Việt Nam, cung cấp được các cái sản phẩm dịch vụ xuyên suốt các cái nhà cung cấp dịch vụ khác nhau để cho doanh nghiệp SME có thể chủ động nhìn được cái lộ trình chuyển đổi số của bản thân mình và có thể từng bước áp dụng dịch vụ phù hợp đồng hành với quá trình phát triển của doanh nghiệp. Theo ban tổ chức, các sản phẩm, dịch vụ tham gia bình chọn năm nay có sự tăng trưởng và có nhiều đổi mới sáng tạo trong đầu tư phát triển sản phẩm, ứng dụng xu hướng công nghệ mới. Riêng doanh số của top 10 Sao Khuê là trên 2.100 tỷ đồng. Đây là điểm sáng có tác động lan tỏa, góp phần vào tăng trưởng kinh tế số của Việt Nam.